đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp lần lượt đạt khoảng 36,8%, 30,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 92,3% dân số. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp lần lượt đạt khoảng 45%, 35% lực lượng lao động trong độ tuổi, trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra. Trong đó, khắc phục hiệu quả tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội và các hành vi trục lợi khác, hạn chế việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy các tỉnh, thành phố đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào nghị quyết của từng cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan đơn vị cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, coi việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là tiêu chí để xem xét khen thưởng, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Điều 71 dự án luật về nội dung điều kiện hưởng lương hưu. Dự luật quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu là 15 năm, giảm 5 năm so với quy định hiện hành. Đa số ý kiến thường trực Ủy ban xã hội cho rằng, quy định như dự thảo là phù hợp với quan điểm định hướng của Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và cũng là ý kiến tham gia thẩm tra của một số cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, cần có thêm cơ sở vững chắc khi xây dựng phương án để tránh những ảnh hưởng đến kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động. Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm là phù hợp với Nghị quyết 28 của Trung ương, đó là sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm và hướng tới là còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cần lưu tâm các đề xuất của các cấp công đoàn, đó là không làm suy giảm hoặc mất đi quyền lợi về bảo hiểm xã hội mà người lao động được thụ hưởng, để người lao động không cảm thấy mình bị thiệt thòi như các vấn đề mức tính, cách tính khi giảm năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu hoặc rút bảo hiểm xã hội một lần. Bên cạnh đó, cần thận trọng xem xét kỹ lưỡng các chính sách có ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế xã hội của người lao động như cách tính, mức hưởng khi chưa đủ tuổi trợ cấp hưu trí. Người lao động cũng còn đang có cái băn khoăn bởi vì là nếu mà đối với này, mình đóng cái mức như thế thì đối với những người lao động mà đóng khoảng 15 năm chẳng hạn thì cái mức lương hưởng thì hưu chỉ khoảng được 33,75%. Thì đây là cái điều mà nhiều người lao động còn đang là băn khoăn. Đấy, và đề nghị là cũng cần phải xem xét ở cái khía cạnh chia sẻ để có những cái hỗ trợ đối với cái đối tượng mà khi mà về nghỉ hưu mà có cái thu nhập thấp mà không đảm bảo được cái cuộc sống tối thiểu. Thì cái này là cũng đề nghị quan tâm. Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng bày tỏ Chính phủ hết sức thận trọng trong việc lựa chọn các phương án, giải pháp, tuy có thể chưa phải là giải pháp tối ưu nhất, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo hài hòa nhất giữa giải quyết khó khăn trước mắt và bảo đảm an sinh bền vững, lâu dài. Có lẽ trong bộ luật lao động thì vấn đề nhạy cảm nhất chính là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Cái luật này, đây là vấn đề phức tạp nhất. Nếu chúng ta làm không tốt về tư tưởng, không tốt về công tác vận động, không tốt về thuyết phục và có phương án phù hợp, dễ dàng xảy ra những điều có thể chúng ta không hình dung hết. Và vì vậy thì chúng tôi cũng tính toán trên cơ sở thế này, làm sao để hài hòa giữa cái đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho đất nước với cái giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt của người lao động. Chủ tịch Quốc hội cho phép là, và công chí cho phép là trước mắt trong nhiệm kỳ này thì đưa xuống 15 năm theo cái hướng cho nó phù hợp. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Mặc dù lần đầu trình dự luật, nhưng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi được xây dựng khoa học, cầu thị, trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu nhiều ý kiến, cơ bản bám sát các chính sách của Đảng, Nhà nước trong bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, quan điểm xây dựng luật phải bảo đảm mục tiêu an toàn, bền vững, hiệu quả.